nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình ôn tập kiến thức phổ thông cho học sinh lớp 9 và lớp 12 với các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 8 giờ đến 8 giờ 30, buổi chiều từ 15 giờ đến 15 giờ 30. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật chỉ dạy tiếng Anh cho hai khối từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút. Thời gian phát sóng các chương trình bắt đầu từ thứ Năm ngày 2 tháng 4 đến 29 tháng 4 năm 2020. Phụ huynh và các em học sinh có thể xem lại chương trình trên các kênh mạng xã hội, kênh YouTube BRTGO tại địa chỉ brtgo.com, fanpage Facebook facebook.com/truyenhinh.brt.